Và đây là những quả trứng sau khi đã luộc với nước ngọt Sting nha các bạn. Ây da, rất chi là nóng. Mình sẽ cố gắng đợi cho nó nguội và bóc nó ra xem bên trong cũng như thế nào mà ăn sẽ có hương vị như thế nào nhé các bạn. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một clip đó là luộc trứng với nước Sting, nước ngọt nha các bạn. Thì để mình xem là quả trứng này liệu nó có biến thành màu đỏ hay không. Và đây mình đã chuẩn bị 3 quả trứng gà, à luộc trứng vịt, 3 quả trứng vịt. Và mình sẽ ăn thử xem bên trong quả trứng này khi luộc với Sting thì nó có vị gì nha các bạn. Ok, các bạn theo dõi video của mình nha. Ok, và đây thì mình đã chuẩn bị sẵn 3 viên gạch này nha các bạn. Giờ mình sẽ đi kiếm ít củi rồi châm bếp và tiến hành luộc trứng với Sting nha. Mình đã đi kiếm được khá nhiều củi rồi các bạn ạ. Mình nghĩ luộc 3 quả trứng từ ngày là đủ rồi. Và ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái xoong rồi. Ok, một cái xoong này. Đó. Một chai cồn để mình đổ vào châm lửa cho nó cháy nhanh nha các bạn. Và hai chai nước Sting. Hai chai nước Sting. Một quẹt. Giờ mình sẽ chất củi vào bếp nha. Mình đã chất củi xong rồi các bạn ạ. Giờ mình sẽ đổ nước và thả trứng vào chuẩn bị luộc nha. Ok, mình sẽ đổ Sting vào. Mình nghĩ này chai không biết có đủ không, nhưng mình sẽ cho hai chai cho chắc ăn nha các bạn. Ok, rất chi là thơm luôn. Ồ, đây là bọt các bạn ạ. Mình cứ tưởng là đổ một chai mà nưng xong. Ok, mình sẽ đổ hai chai nha. Wow. Tiếp theo là mình sẽ thả trứng vào nha. Đây là 3 quả trứng vịt nha các bạn. Tay mình hơi dơ do là lấy ra bãi cháy, vừa củi toàn than này. Giờ mình sẽ đổ cồn vào. Đấy. Okay. Mình sẽ đổ cồn vào bếp và châm lửa. Ui, đã cháy rồi các bạn ạ. Mình sẽ tắt xoong lại và luộc. Ok. Các bạn theo dõi để đón xem kết quả nhá. Lửa đang cháy rồi các bạn. Trời bây giờ đang rất chi là nắng nên là củi phơi ở ngoài bãi ấy, mình hơ vào cái chập lửa cái cháy luôn. Cháy rất chi là to luôn. Mình sẽ chờ cho nó sôi và review cho các bạn coi nhé. Có vẻ như nồi trứng của mình sắp sôi rồi các bạn ạ. Ok, mình sẽ thêm củi. Ok, nồi trứng của mình đã bắt đầu sôi rồi các bạn ạ. Ôi, sôi rất chi là ghê. Nhưng mà nó mới sôi nên là mình nghĩ là nó cũng chưa chín kỹ, là mình sẽ đợi khoảng 3-5 phút nữa mình sẽ vớt trứng ra nha các bạn. Ôi, đã được một khoảng thời gian rồi các bạn ạ. Thì củi trong bếp cũng cháy gần hết rồi. Nên là mình sẽ đợi cho củi trong bếp cháy hết, mình sẽ vớt trứng ra nhà ngoài nha các bạn. Giờ đây mình có hai cái cây trứng thì chắc cũng đã chín rồi các bạn ạ. Rồi mình sẽ vớt trứng ra ngoài nha. Mình sẽ dùng hai cái cây này để vớt trứng ra ngoài. Wow. Vỏ trứng thì hầu hết đã biến thành màu đỏ rồi các bạn ơi. Nhìn rất chi là bắt mắt nha. Ôi thôi. Vụ va chạm đã khiến hai quả trứng bể. Và đây là những quả trứng sau khi đã luộc với nước ngọt Sting nha các bạn. Ây da, rất chi là nóng. Mình sẽ cố gắng đợi cho nó nguội và bóc nó ra xem bên trong cũng như thế nào mà ăn sẽ có hương vị như thế nào nhé các bạn. Thì trứng của mình chắc nguội nguội được phần nào rồi. Giờ mình sẽ thử bóc một quả nhé. Ui, thơm đó các bạn ạ. Ôi, hình như là chỉ đỏ được đấy. Đoạn này rất chi là đẹp luôn các bạn. Để mình bóc và mình cho các bạn coi nhé. À nóng, ôi vẫn còn nóng lắm. Nóng dã man luôn. Wow.
cho các bạn coi này. Wow, thấy rõ không? Những cái đoạn bị bể là nước ngọt nó thấm vào nên là chỉ đỏ được mỗi đoạn bị bể thôi các bạn ạ. Mình sẽ bóc ra và ăn thử. Ui, đẹp lắm nha các bạn. Giờ mình sẽ ăn thử quả đầu tiên nha các bạn. Nóng quá, nóng quá. Kiểu nó không có lòng, nó thơm thơm các bạn ạ. Tại nước ngọt này nó chỉ gọi là luộc ở bên ngoài thôi, ở bên ngoài vỏ thôi, nó không có ngấm vào bên trong ấy. Ui, có một điều đặc biệt là các bạn biết gì không? Cái lòng đỏ của nó cực kỳ dẻo luôn. Để mình ăn này. Kéo như thế này mà không thấy các bạn. Cực kỳ thơm ngon luôn các bạn ạ. Có những phần mà đỏ đỏ như thế này này, mình ăn cảm giác như kiểu vị nước ngọt, vị nước tinh này, hơi the the ngọt, ngon, thơm á. Rồi, đây là còn hai quả nha các bạn. Thì hai quả này có lẽ là tí mình sẽ về nhà mình bắt sau nhé, mình sẽ ăn sau nhé. Tại là bây giờ trời nó cũng sắp mưa rồi ấy. Thì mình xin phép dừng clip ở đây. Các bạn nào coi video của mình thấy hay thì hãy ấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ mình sẽ gom đồ đạc và chạy về, trời sắp mưa rồi. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo.